Chào mừng các bạn đến với chương trình học Photoshop cùng Ryan, mình tên là Ryan. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tách hình người ra khỏi nền với hai hình, hình thứ nhất là khi mà người chụp trên một cái nền đồng nhất hoặc cái nền trắng. Và thứ hai là người trên một tấm hình đã chụp và có cảnh xung quanh. Thì với tấm hình nền đồng nhất thì các bạn chỉ cần chọn À, các bạn đầu tiên thì các bạn nên tạo một cái layer mới và các bạn đổ màu đen sau đó các bạn đưa layer này dưới xuống dưới layer không trên layer không này các bạn tạo một lớp áo và sau đó thì chúng ta chọn cái uh, cái thanh công cụ W này và chúng ta bấm chuột phải chọn maris one touch khi các bạn bấm như thế này thì cái chương trình này sẽ tỏ, chọn tất cả những cái nền màu đồng nhất với màu trắng nó sẽ chọn hết. Thì lúc này chúng ta chỉ cần bấm phím là Shift F5 và Enter. Sau khi các bạn đã chọn được cái vùng cái vùng nền màu trắng này thì các bạn À, thấy ở đây là nó đang chọn về cái lớp áo thì chúng ta bấm phím là shift f5 và các bạn chọn cái đầu tiên này ok thì lúc này nó sẽ xuất hiện cái vùng ở đằng sau cái này các bạn có thể thấy nếu chúng ta tắt đi là xuất hiện rồi bây giờ thì tiếp tục chúng ta chọn cái nền trắng này và bấm shift f5 ok tương tự cái chỗ này shift F5 OK thì các bạn có thể thấy là cái hình của chúng ta dễ dàng tách ra khỏi cái nền khi nó là màu đồng nhất nhưng nếu với cái hình của chúng ta như thế này thì chúng ta phải làm như thế nào đầu tiên thì các bạn cũng đưa về layer không cũng tạo một lớp áo tạo một new layer mới và kéo cái new layer này xuống dưới sau đó các bạn cũng đổ màu đen cho cái layer dưới này, bằng cách là nhấp vào đây, thì chúng ta đổ màu đen. các bạn có thể tắt layer trên để nhìn thấy layer dưới là màu đen. sau đó thì chúng ta chọn vào cái lớp áo của layer này, cũng thành công cụ này, nhưng mà các bạn nhấp chuột phải để chọn cái đầu tiên đó là quick select, tool, tức là chọn vùng chọn nhanh, thành công cụ vùng chọn nhanh các bạn phóng lớn hình người mẫu của chúng ta lên và các bạn à, chọn khi chúng ta chọn như thế này thì tất cả những cái màu đồng nhất nó sẽ được chọn vô Đó, nó chọn tất cả vào khi các bạn muốn à, cộng thêm thì bạn bấm cộng đây và các bạn chọn tiếp còn các bạn trừ thì các bạn cứ trừ đi chỗ này các bạn cứ đừng sợ là trừ hết vô cái nó xém vô cái màu cái hình người mẫu của chúng ta các bạn cứ trừ một cách bình thường như vậy sau đó thì các bạn bấm tổ hợp phím khi bây giờ thì các bạn đang đang chọn hình của người mẫu nhưng mà các bạn phải chọn cái nền ở ngoài này để các bạn bỏ đi cái nền ở ngoài này bằng cái lớp áo chứ không phải là bỏ đi hình nền người mẫu thì lúc này chúng ta bấm là hình Shift ship để đảo ngược vùng chọn tức là không chọn hình người mẫu mà chọn ngược ra ngoài sau đó các bạn bấm tổ hợp phím ship f 5 giống như hình hồi nãy và ok thì lúc này nó sẽ chọn cái hình người ở ngoài tiếp theo đó thì chúng ta bỏ đi các uh, cái select chọn này bằng cách là bấm vào câu vuông này nè và nhấp một cái vào hình thì nó sẽ bỏ rồi bây giờ các bạn phóng lớn hình người mẫu lên bằng phím hình trên và các bạn à, giữ phím shift kéo lên đây giữ phím shift kéo lên đây enter giờ sau đó thì chúng ta mới dùng thanh công cụ à, bút thúc để chúng ta xóa đi những cái phần mà chúng ta không thấy là bị lừa thừa đây mình xóa cho các bạn xem à cái hai nách của nó các bạn phải đưa về 100 nếu không thì các bạn xóa nó sẽ có cái độ mờ mờ nhưng mình sẽ làm lại chỗ này chúng ta khéo tay một chút thì chúng ta sẽ xóa được à, các bạn cứ xóa đi chúng ta lấy lại bằng cách đổi màu trắng lên và đổi màu đen lên thì chúng ta tiếp tục xóa thì các bạn cứ làm thế làm đến chừng nào mà chúng ta có được một cái tấm hình đẹp thì thôi à chỗ này nó vẫn còn chưa ạ tiếp tục chúng ta chọn cái thành bước này và chúng ta xóa đi những cái phần mà chúng ta không ấy. Nhưng mà các bạn phải luôn nhớ là chúng ta để bên cái phần uh, layer mask nha chứ không không có để bên tấm hình này. Thử các bạn lâu lâu thì các bạn cứ tắt thử coi cái màu nền đen này coi nó có bị uh, xâm phạm không. Đó, thì sau đó thì chúng ta đã có được hình của người người mẫu mà chúng ta đã tách xong.